Mở đầu bộ phim là khung cảnh một ngày mưa buồn, ngày tiễn biệt đồng đội. Trước đó có vẻ như nhóm người ấy phải trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhân vật chính của chúng ta dây không thể kiềm chế cảm xúc khi chứng kiến cảnh này. Một vụ pháp lực mất kiểm soát nổ ra, bế trên tay người đồng đội dây thét gào. Vài năm sau tại trường phép thuật Anod, vác theo hành lý dây tới nhập học. Mới ngày đầu mà đã có gái đụng chúng rồi, dây nhanh tay bắt được cô nàng. Cậu xin lỗi một cách chân thành và giới thiệu mình là học sinh mới của trường nghe nói dây có xuất thân thường dân tất cả mọi người lập tức tránh xa cậu dây ngơ ngác éo hiểu chuyện gì đang xảy ra thường dân không phải là người chắc tên albeck xuất hiện chỉ thẳng mặt dây nói nơi đây chưa từng xuất hiện dân thường một giọng nói cất lên khi tên albeck định giao lưu cái ôm thân thiện với dây Amelia một trong tam đại quý tộc của trường học phép thuật ano đã xuất hiện khác với tên quý tộc hạng hai albeck Amelia cư xử vô cùng thân thiện dây là dân thường đầu tiên ở đây cô nàng rất khâm phục tài năng của cậu mở đầu cho buổi lễ khai giảng hiệu trưởng Abby phát biểu đôi lời với đám học sinh. Một khi đã vào đây nhà trường cam đoan với các em 100% thành tài. Tuy nhiên phải kèm theo điều kiện chăm chỉ lỗ lực học hỏi, hiệu trưởng xin hết. Sau màn dạo đầu, đại diện học sinh mới Amelia lên tiếp tục buổi lễ. Kịch bản quá quen thuộc, Amelia phát biểu mấy lời động viên phấn đấu. Cô nàng toát lên phong thái quý sơ tộc khiến đám nữ sinh bên dưới rất ngưỡng mộ. Đây là người nhận lớp học muộn nhất nên cậu phải một mình đứng giới thiệu bản thân. Tuy không nhiều nhưng dây vẫn được khoảng 1 phần 3 lớp vỗ tay nhiệt liệt chào mừng. Cô Grady chính là chủ nhiệm lớp dây theo học, nhìn khá là sắc sảo. Thấy Amelia chủ động bắt chuyện với dây đám học sinh bàn tán xôn xao. Khung cảnh đổ nát hoang tàn, tiếng thở dốc của một ai đó trong khói lửa mịt mù. Đó là sự kiện dây nghĩ tới trong lúc cậu mất tập trung, học hành chảnh mảng. Hệ thống cấp bậc phù thủy được chia thành đồng bạc vàng bạch kim và tối cao. Bất cứ thời đại nào cũng chỉ tồn tại 7 vị phù thủy tối cao không hơn không kém người đầu tiên tiết lộ danh tính chính là hiệu trưởng Abby, phù thủy rực lửa. Tiếp theo là phù thủy mê hoặc Caron, một nhà nghiên cứu lớn về phép thuật. Còn một vị anh hùng được ca ngợi trong chiến dịch Viễn Đông, phù thủy băng kiếm. Các phù thủy tối cao khác thì bật chế độ ẩn danh rồi nên thế giới éo biết. Tên Anbeck có ý kiến tại sao dân thường không có tiền nạp thẻ lại ở đây. Cô giáo thông não cho hắn đây là ngôi trường tuyển chọn đàng hoàng chứ éo phải cái chùa. Nói cả buổi cuối cùng cô Grady cũng bắt đầu khóa học phép thuật cơ bản nguyên lý hình thành phép thuật éo gì nhìn như nhập cúc, phù thủy toàn não to. Chỉ cần hiểu rõ bản chất của các dòng lệnh phép thuật có thể thiên biến vạn hóa, giống như bao học sinh khác dây chăm chú nghe giảng để không bị ăn mắng như lúc trước. Cô Grady cho biết những thứ được phù thủy tạo ra là không có giới hạn, tùy thuộc vào sức mạnh của bản thân mà phép thuật sẽ biến hóa khôn lường. Một học sinh bí ẩn đặt câu hỏi cho cô Grady về mã hóa phản vật chất. Vấn đề đó lên tiến sĩ mới được nghiên cứu, dây đã chú ý tới cô nàng. Phần lý thuyết kết thúc, tới phần thực hành, Amelia thể hiện rất xuất sắc. Trái ngược với cô nàng dây chỉ tạo ra một hòn đá, nhưng với cậu thế là đủ. Còn tên Anbeck, hắn vẫn luôn cây cú vụ thường dân xuất hiện trong trường học. Sau buổi học đầu tiên, dây cảm thấy việc bản thân lựa chọn vào trong đây quả không sai. Cô nàng này tên Eliza, người dây để mắt tới từ hồi nãy giờ mới được gặp. Eliza rất hâm mộ tiến sĩ Ainsworth, tác giả viết lên cuốn sách này. Mục tiêu của cô nàng là học tiến sĩ, nghe có vẻ rất xa với đúng không? Biết được dây cũng hâm mộ quý cô Anis Wood, Eliza phản ứng hơi quá đà. Chợt nhận ra lỗ tai Eliza vội che lại nhưng dây đã ngăn cản cô nàng. Dây thích đôi tai của Eliza, một đôi tai bán yêu tinh rất đẹp. Cậu còn không ngần ngại mà khen trực tiếp con gái nhà người ta cực kỳ xinh đẹp. Eliza khen dây trông rất chín chắn khiến cậu nhớ lại đồng đội nói mình già dặn. Tâng bốc nhau như vậy cũng đủ rồi. Eliza tạm biệt dây sáng mai gặp. Dây về tới phòng của mình, đứng đợi cậu từ chiều là thanh niên EV cứ tưởng hai bố đánh nhau nào ngờ khoe body, căn phòng toàn mùi dầu ăn. Như một thói quen, vào buổi sáng sớm dây sẽ chạy 10 cây số. Còn một thói quen khác nữa đó là thấy gái phải đứng lại chào hỏi đào hoàng. Cô nào này tên Rebecca, cô ấy vui vẻ giới thiệu bản thân với dây. Em thông não dây mới biết Rebecca chính là một trong tam đại quý tộc. Người còn lại cậu chưa gặp là Arian, Amelia đứng đầu trong ba người. Cần tới lớp học thấy dây có việc riêng cần tách ra, EV dặn dò nhanh rồi về thời gian đã éo có dây còn đụng chúng một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa nữa chứ. Cô nàng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu học sinh dân thường trong truyền thuyết. Thấy dây khay mình buộc tóc đuôi ngựa đẹp cô nàng Clarice giới thiệu bản thân. Phong cách trình làng này phải gọi là đỉnh của chóp, dây có đôi lời tán thưởng. Cậu còn khai nhìn Clarice là biết cả nhà cô nàng đều xinh đẹp, quá chất. Thả thính thành công một em gái mới lớn nữa dây tiếp tục đi làm việc riêng của mình. Cậu tới phòng hiệu trưởng gặp Abby, hai người từng là đồng đội của nhau. Dây cùng Abby tâm sự một chút chuyện quá khứ lúc còn ở trong quân đội. Tiết học đầu tiên ngày hôm nay là kiếm thuật, dây đối đầu với tên Anbeck. Lỗ quý tộc không ưa dây đặt cho cậu cái biệt danh bẩn bựa đó là héo rụi. Ai héo ai rụi còn chưa biết đâu, dây nhẹ nhàng đánh bại tên Anbeck. Chú bé đần Anbeck không bỏ cuộc vực dậy một lần nữa phát động tấn công dây. Cách kết, kết, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn hắn thua một cách thảm hại. Buổi tối tại tòa ký túc xá Nam phát ra những tiếng thở gấp của hai chàng trai. Cố lên anh bạn tôi đang vào đây, Jay cùng EV vào bài tập khắc nghiệt. EV thật không ngờ Jay lại đăng ký tham gia hai câu lạc bộ cùng một lúc. Chuyện đó đối với Jay là bình thường bởi cậu có cái này, thẻ ngành huyền thoại. Xin chào những người anh em thiện lành, Jay muốn tham gia nhóm điều tra môi trường. Hoạt động của câu lạc bộ có thể ví như những dũng sĩ điều tra nơi nguy hiểm. Mọi người bàn tán xôn xao về thể hình của Jay, cơ bắp éo cường tráng tẹo nào. Tưởng chuyện gì chứ, các cụ có câu đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bài kiểm tra thể hình đã đạt nhóm trưởng hỏi dây có biết cái này là gì không? Tất nhiên là phải biết, giấy phép thợ săn cấp vàng dây sở hữu từ lâu rồi. Hảo hảo chua cay, hội anh em cây khế nhiệt liệt chào mừng dây làm trụ cột. Sau câu lạc bộ thiên về sức mạnh dây tiếp tục tham gia câu lạc bộ làm vườn. Cậu chia sẻ bản thân rất quan tâm đến những thực vật đang nỗ lực để sinh tồn. Dina phản đối kịch liệt cô nàng nghi ngờ dây tới đây để dụ dỗ hội trưởng. Nhìn mặt cậu ta xem, eo có một chút phong thái trai ngoan nào toát ra. Rebecca đưa ra đề nghị chuyện của dây dao cho Dina giải quyết. Càng nhìn càng khả nghi Dina quyết tâm sẽ lôi bộ mặt thật của dây ra ánh sáng. Như đã thấy phía trước là một khu cỏ mọc ung tùm cần phải xử lý rất nhiều. Trong thời gian 7 ngày tiếp theo công việc của dây là cải tạo toàn bộ nơi này. Sức dài vai rộng dây thăm ngàn không ngừng nghỉ, Dina lặng lẽ quan sát từ xa. Qua ngày thứ hai người lặng lẽ dõi theo cậu là cô nàng Eliza. Tới ngày thứ ba, dây áp dụng giáo án của thầy Lộc vào thực tiễn thành công. Phần thưởng cậu nhận được là một bữa ăn nhanh của Rebecca, ngon tuyệt cú mèo. Nghe thấy tiếng đánh nhau dây chạy ra hóng, hai học sinh dưới này đang tập luyện. Sắp tới có cuộc thi giữa các học sinh để quyết định xem ai là người mạnh nhất. Tạm gác lại chuyện đó, Rebecca xin và được dây đồng ý cho sở thử cơ bắp. Hành động của hai người bị phát hiện, đặc biệt trong đó có cả Amelia. Việc cải tạo khu vườn chỉ trong 4 ngày dây đã làm xong, với cậu quá đơn giản. Hiệu trưởng Abby tìm dây có việc quan trọng liên quan đến quốc gia cần cậu giúp đỡ. Theo tin tức mới nhất trong vương quốc có gián điệp khả năng cao đang ẩn nấp ở đây. Chuyển cảnh qua chỗ Clarice, cô nàng ngồi một mình xem giận gỗ bò. Dây bất ngờ xuất hiện gọi tên Clarice khiến cô nàng giật hết cả cửa mình. Nghe dây nói cậu cũng thích côn trùng Clarice ngạc nhiên vì có người chung sở thích. Cô nàng trở lên bối rối khi dây gọi mình là bạn, một người bạn hợp ý. Sử dụng combo lời nói chẳng mất tiền mua dây thành công làm vừa lòng Clarice. Cô nàng vừa ngại vừa vui sướng bởi vì dây chính là người bạn đầu tiên mình có. Trở lại với lớp học hôm nay, mọi người sẽ được giảng về các nhánh của phép thuật. Lão tác giả đúng là mặn mòi, thằng cha minh họa được mặc hẳn một cái khố. Pháp thuật chủ yếu được chia thành 4 cấp, thấp trung cao và cấp thánh mạnh nhất. Người diễn tả những loại phép thuật vừa rồi chính là dây nên mọi người rất kinh ngạc. Cuối buổi cô Gray đi thông báo sắp tới có bài diễn tập kiểm tra kỹ năng. Và đó chính là lý do Amelia được rất nhiều người gạ gẫm vào chung nhóm. Nhóm dây thì éo có ai ngoài thanh niên Evie nên cậu cần tìm thêm thành viên. Chất nhất quả đất, dây mời Eliza theo phong cách chỉ mình cậu dám làm. Nhóm vẫn thiếu một thành viên, Amelia xin được gia nhập để nấp chỗ trống đó. Tên Anbeck nhìn rất ngứa đòn, thấy dây được lợi là hắn tức ra mặt luôn. Ngày kiểm tra diễn tập kỹ năng đã tới, đám học sinh nghe nội dung nhiệm vụ. Hai 24 giờ tiếp theo tất cả sẽ phải đi săn lùng con dấu trong phạm vi chỉ định. Mục tiêu hành động đã có, nhóm dây chuẩn bị sẵn sàng phá đảo thế giới ảo. Thuận lợi cho công cuộc chinh phục đỉnh vinh quang mọi người tiến hành phân chia vị trí dây tự đề cử mình vào vị trí trung tâm chỉ huy cậu có nhiều kinh nghiệm mặc kệ mọi người bàn luận eliza tự động viên mình phải cố gắng lên buổi diễn tập bắt đầu nhóm dây vừa đi vừa chăm chú quan sát tìm kiếm con dấu Xí chút nữa thì eliza được về với đất mẹ may mà dây nhanh tay cậu còn nhanh hơn nữa trong việc săn quái không hổ danh là thợ săn bậc vàng vậy mà bảo thích côn trùng nếu thích phản ứng phải như clarice mới đúng nhóm tên anbeck nhìn có vẻ khá yên bình khi trên đường chưa gặp con quái nào màn đêm bao phủ cánh rừng chính là lúc mọi người ngồi nghi ngờ thân phận của Jay. thường dân éo gì mà vừa có kiến thức uyên bác vừa có kỹ năng chiến đấu cao siêu tuy vậy khó hiểu nhất vẫn là chuyện amelia lại cùng nhóm với một thường dân amelia chia sẻ thật ra cô không thích những thứ bảo thủ của giới quý tộc được eliza động viên amelia xúc động chị chị em em với cô nàng mọi người vui vẻ khiến dây suy nghĩ so với chiến trường thì ở đây đúng là thiên đường bản thân dây quá chìm đắm trong cảm xúc ai nấy nhìn vào đều thấy cậu bất thường sau tất cả dây khuyên mọi người đi ngủ giữ sức ngày mai còn tiếp tục nhiệm vụ. Vấn đề dây giấu nghề là do sư phụ khuyên cậu làm như vậy, tạo content. Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết dây liền chạy đi cứu người. Một con quái vật ba mắt loại côn trùng mang trên mình thứ cúc hoa to khủng khiếp. Nhóm tên ăn bách chính là vật săn của nó, thứ con mồi yếu đuối vô dụng. Con quái còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dây cho một đâm về trầu trời rồi. Làm ơn mắc oán, tên ăn bách éo cảm ơn còn trách dây lo chuyện bao đồng. Cãi nhau để sau đi bạn tôi ơi, đám đồng đội của tên An Bách khóc thét. Một kẻ thần bí xuất hiện ném ra thứ gì đó khiến con quái vật đã chết hồi sinh. Nếu sống lại thôi thì đã là chuyện nhỏ con quái vật tiến hóa luôn mới khoai. Gần nơi dây chiến đấu cô nàng Clarice đang đi thì nghe thấy tiếng quái gầm thét. Chạy ra hóng chuyện bắt gặp ngay người đối đầu với con quái vật chính là dây. Một cột lửa từ dưới đất bùng phát, đây là phép thuật của Amelia. Tận dụng tối đa thời gian con quái sơ hở dây tung đòn kết liễu một cách xuất sắc. Trong đầu dây lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc con quái này là sao? Lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến thảm khốc và nguy hiểm khiến Eliza sợ hãi. Bên cạnh đó mấy người trong nhóm của tên Anbeck cũng đã bắt đầu công nhận dây. Clarice sau khi chiêm ngưỡng phong thái ngạo nghễ Việt Nam thì trở lên thích dây hơn. Trải qua cuộc đụng độ vừa rồi dây có đôi lời xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm. Eliza nhẹ nhàng nói cảm ơn làm cho Amelia cảm thấy rất đáng yêu. Tiếp đó Amelia còn mân mê Eliza, mặt cô nàng quá dâm đãng buổi diễn tập kết thúc do tán dương nhóm dây nhiệt tình quá nên Clarice bị ghim. Có vẻ dù mạnh đến mấy nhưng mang theo cái mác thường dân vẫn sẽ bị khinh bỉ. Mặc kệ bọn quần chúng thích nghĩ sao thì nghĩ nhóm dây cứ phải ngạo nghễ cái đã. Dây cũng muốn ngạo nghễ lắm chứ bộ nhưng cậu lỡ đi theo phong cách giấu nghề rồi. Chuyển cảnh tới nhà sư phụ của dây cô hầu gái cả khịa hôm nay dây éo đến đâu. Nhóc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện cô hầu gái xin phép xuống nhà đón dây lên. Tính đến giờ cũng đã tròn 60 ngày lẻ một phút kể từ lần cuối dây tới chơi. Đây chính là sư phụ của dây tên Lydia, một trong thất phủ tùy tối cao. Để thuận tiện cho hai sư đồ giao tiếp dây được mời ăn miếng trà uống chén bánh. Theo Lydia phán đoán kể từ lần bạo phát lúc trước dây cần 5 năm hồi phục. Cũng tại cô khi ấy bất lực mới khiến cho dây bây giờ không thể dùng cái đó. Nếu lỡ vào một ngày bắt buộc phải dùng đến nó, dây hãy tự mình phán đoán. Chuyển qua chủ đề chính dạo gần đây có tin đồn liên quan đến ký ức phép thuật. Lydia giải thích cho dây biết nguồn gốc của các loại phép thuật từ não mà ra. Bộ não chính là trung tâm xử lý dữ liệu giúp ma lực biến hóa thành thực thể. Muốn dùng skill thì phải phân tích chữ éo phải đọc lệnh như mấy cái thế giới nào đó. Nghiên cứu pháp thuật tương tự như học lập trình vậy, éo dành cho bọn thiểu năng. Ấy thế mà cái danh giới tự nhiên đó đã và đang bị phá vỡ một cách trắng trợn. Dạo gần đây xuất hiện một tổ chức ngầm chuyên săn não phù thủy hòng lấy phép thuật. Bọn chúng còn ảo tưởng lôi kéo Lydia khiến cô cảm thấy thật hài hước. Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, nói những điều đó là để cho dây đề phòng. Trong nhà lâu ngày khá bức bối dây liền dẫn sư phụ ra ngoài hít gió trời. Hai người tán phét với nhau về khoảng thời gian ở trong quân đội lúc dây còn bé. Dây kể cho sư phụ nghe mình đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người anh em giàu ăn. Nghe mà bánh cuốn, Lydia rất muốn gặp mặt những người bạn dây mới quen. Sắp tới có cuộc thi kiếm sĩ phép thuật nơi ba học viện của Vương quốc tranh tài. Dây biết nhưng cậu dự định không tham gia mà ở hậu đài cổ vũ cho bạn bè. Lydia tặng cho dây một cuốn sổ nó sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai. Hảo sư phụ của năm cuốn sổ không những bổ ích mà còn thơm mùi hoa sữa mê trai đầu thai éo hết mùi hương anh nồng say khiến em ngây ngất eliza chia sẻ với dây hôm nay cô nàng định tới thư viện và hiệu sách dây có yêu cầu muốn đi cùng nên eliza diện luôn bộ cánh mới mua hôm qua đúng là thanh niên nghiêm túc dây tò mò tại sao eliza phải ăn diện chán éo thèm nói đúng là ấy bằng thực lực khung cảnh chuyển qua thư viện cuốn sách eliza đang cầm trên tay chính là do sư phụ của dây xuất bản Thấy dây đọc tiểu thuyết ngôn tình Eliza rất kinh ngạc khiến mọi người chú ý. Bản thân sống trong rừng quá lâu nên dây cần bổ sung thêm khả năng nhận biết cảm xúc. Chuyện dây cùng Eliza đi đưa đưa mảnh tình cờ bị Clarice bắt gặp. Cô nàng vận dụng bộ não 200 IQ của mình để nghĩ cách ra bắt chuyện. Cùng đi ăn chưa không, việc Clarice ngồi đây dây phát hiện ra từ chiều rồi. Lần đầu hai cô nàng gặp mặt chính thức, dây chủ động nhận công việc giới thiệu. Được dây mô tả mình như một quý cô siêu phàm Clarice ngại éo dám mở mắt. Còn Eliza, Dây ví cô nàng đẹp tự thiên thần tâm hồn rất trong sáng. 10 điểm cho màn giới thiệu của dây, do gặp ai cũng khen nên còn độc thân. Rất hiếm khi mới có dịp ngồi lại với nhau, cả ba người chém gió nguyên buổi. Cảm thấy số lượng câu chuyện để nói đã gần hết hai cô nàng chào dây rồi ra về. Đúng là anh trà may mắn, gái trước vừa đi lập tức có gái khác đến. Amelia vừa mới tham gia một bữa tiệc quý sơ tộc, nó thật nhàm chán. Để giúp cô nàng vui vẻ hơn dây bắt đầu bật chế độ khen con nhà người ta cậu chia sẻ luôn chuyện vừa ăn trưa với gái thế là Amelia Tosic. Cô nàng bực bội yêu cầu dây cùng mình tới một nơi, không đi thì ăn đấm. Thì ra Amelia muốn mua vài bộ đồ mặc ăn chơi và nhờ dây thẩm định. Sau một hồi trò chuyện dây có chia sẻ lúc trước cậu sống trong môi trường toàn gái. Phòng thay đồ xuất hiện một con nhện Amelia khóc thét vội vàng chạy ra ngoài. Do quá ngại ngùng cô nàng lập tức chạy lại vào trong, dây ngơ ngác éo hiểu. Cậu xin lỗi Amelia vì vô tình chạm vào làn da mềm mại của cô nàng vào thằng khác là cú đi chân lạnh toát rồi đó nhưng với dây thì cứ chạm thoải mái. Cả ngày đi chơi với gái tới chập tối dây được cô Grady mời uống nước chè. Dây chia sẻ quãng thời gian học tập vừa qua cậu cảm thấy rất vô cùng hài lòng. Cô Grady tâm sự với dây về những việc mình đã trải qua khi làm giáo viên. Bản thân cô đã luôn bất lực không thể giúp đỡ các em học sinh bị bắt nạt. Cho nên bây giờ cô Grady muốn nếu dây có gặp khó khăn thì cứ nói ra. Tại một nơi nào đó, tên Anbeck vì quá cay cú say nên đã mua hách. Người bán hách cho hắn chính là kẻ thần bí xuất hiện trong buổi diễn tập lần trước. Một ngày mới bắt đầu, trong trường học phép thuật phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Chỉ có cơ bắp mới là chân lý, hội anh em giàu ăn đang tập luyện. Chia tay câu lạc bộ điều tra môi trường dây thẳng tiến tới câu lạc bộ làm vườn. Éo thèm gõ cửa dây phi vào trong luôn và nhận một cái kết mãn nhãn người xem. Sau pha nhìn thấy con gái nhà người ta thay đồ mặt dây vẫn không chút biến sắc. Hảo thanh niên cứng nhất của năm, Rebecca mời dây một chén trà thảo mộc. Tiếp đó cô nàng thanh minh bản thân vừa học thể dục chứa éo phải làm chuyện mờ ám. Dây mang danh dự ra hứa chuyện ngày hôm nay sẽ không để người thứ ba biết. Đổi chủ đề cho bớt nóng, cuốn sách này ghi chép nghiên cứu của câu lạc bộ. Ngay thấy hoa cũng bị biến đổi do phép thuật dây rất ngạc nhiên cậu muốn tìm hiểu. Ra ngoài vườn hoa, Rebecca giải thích chi tiết những ghi chép cho dây nghe. Cô nàng còn tự nhận bản thân cảm thấy rất vui khi được truyền đạt lại kiến thức. Rebecca là một trong tam đại quý sở tộc nên mọi người đều giữ khoảng cách. Chỉ có dây, một chàng trai éo biết ngại là gì đã mang đến làn gió mới. Mỗi khi ở bên cạnh dây, mọi sự mệt mỏi của Rebecca đều tan biến. Ngồi lại với nhau dây cùng Rebecca thảo luận về cuộc thi đấu kiếm phép thuật. Theo phân tích, Amelia chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ngày giải thi đấu kiếm phép thuật cận kỳ các trường học cần phải tuyển chọn thí sinh. Trận đấu tân binh là những trận đấu tay đôi giữa các học sinh năm nhất với nhau. Ở trường Amelia gần như không có đối thủ, cô nàng muốn thách đấu Jay. Yêu cầu này hơi ngô khoai sắn bởi vì dây là người của ủy viên ban chấp hành. Cuối cùng trận đấu vẫn diễn ra, Amelia muốn đánh thì dây xin chiều. Nhìn Amelia rất có tinh thần thượng võ điều đó khiến dây nổi lên hứng thú. Phía ngoài Eliza cùng thanh niên Evi quan sát trận đấu trong sự lo lắng. Hoa sân luận kiếm với Amelia hình bóng người đồng đội đã mất của dây ùa về. Tuy vậy dây vẫn không quên bản thân phải giấu nghề, cậu giả vờ thua như thật. Đám khán giả có thể không biết nhưng Amelia biết chắc chắn dây cố tình thua. Đâu ai biết gì đâu, dây lộ ra vẻ mặt ngu ngơ ngây thơ vô số tội. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời tên ăn lúc éo nào cũng cây cú dây. Trong lúc ăn chưa dây được e hỏi về người sư phụ dạy kiếm thuật cho cậu. Dây giới thiệu qua bà ấy cực kỳ nghiêm khắc khiến cậu bây giờ vẫn còn ám ảnh. Nếu Lydia mà nghe được những lời này thì con chim non của dây xác định. Đang ăn cơm ngon lành cành đào nhóm dây bị tên ăn lao tới làm phiền. Hắn gạ kèo solo ra xua nhưng éo có máy tính nên đổi thể thức sang đấu kiếm. Tên Anbeck còn cẩn thận chuẩn bị luôn một cái kết giới cách âm tuyệt đối. Trận đấu này hắn muốn cả hai sẽ sử dụng kiếm thật như những người đàn ông. Nói xong tên Anbeck phi lên tấn công, dây nhẹ nhàng là có thể né được. Cùng lúc này ngồi trên cao kẻ thần bí đứng đằng sau bức màn đang cười nham hiểm. Các đòn đánh thường đều bị dây tránh hết tên Anbeck cay cú sử dụng phép thuật. Dòng họ nhà tên Anbeck là quý tộc thượng đẳng nhưng lại chỉ được xếp trung lưu. Mục tiêu của hắn là trở thành phù thủy tối cao và đem dòng họ lên đỉnh vinh quang tên albeck đã búp sức mạnh tình thân nên dây đành bộc lộ một chút năng lực cậu tuyên bố sẽ dạy cho hắn biết ai mới là nhân vật chính trong bộ phim này điển hình và dễ thấy nhất đó là nhân vật chính éo bao giờ bị trúng kỹ năng dây nhắc lại cho tên albeck ở đời đừng có mà coi thường người khác hắn ta cay cú tung kỹ năng mạnh nhất nghe nói chưa ai đỡ mà còn sống tuy nhiên điều đó chỉ đúng trong quá khứ mà thôi dây chém đôi đòn tấn công vậy mà cũng được tên albeck mất niềm tin vào nhân sinh quá là ảo mà Tội nghiệp chú bé Đần ăn Bét éo biết người mình thách đấu là phù thủy tối cao. Giai đang định tiết lộ thân phận thật thì đột nhiên một trường trọng lực mạnh xuất hiện. Kẻ thân bí đứng xem kịch từ đầu buổi cuối cùng cũng đặt chân ra ngoài ánh sáng. Bất ngờ chưa tên đó không hề xa lạ, cô Grady chính thức lên sàn. Giai hứa với mọi người lúc về sẽ không giấu giếm nữa, bây giờ phải chiến đã. Thời khắc này Giai đã hiểu ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay. Cô Grady chính là người trong tổ chức chuyên đi săn não của các phù thủy. Mục tiêu được nhắm tới lần này là ký ức phép thuật của những học sinh trong trường. Sẽ đoán người điều khiển con quái vật trong buổi diễn tập không ai khác ngoài cô Grady. Đoán đúng rồi đấy cậu bé, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để bắt học sinh. Còn bây giờ thì phải cảm ơn tên vừa ngốc vừa yếu, cộng thích thể hiện này. Nhờ tên ăn bét mà cô Grady có thể một mẻ tóm gọn nhiều phù thủy giỏi. Cô ta thừa nhận tất cả mọi chuyện mình chia sẻ với giai lúc trước đều là giả. Giai cay cú cậu nhắc nhở thân thiện cô Grady chuẩn bị tâm lý bị tàn phế quả là dân có kinh nghiệm giang hồ, mức độ cảnh giác cứ phải gọi là đỉnh cao. Cô Ray đi tung ra kỹ năng rắn lửa, tốc độ khá cùi nên dây né được. Bà cô này chơi trò bẩn bựa không tấn công được dây thì tấn công bạn cậu. Vào thời khắc sinh tử dây quyết định giải trừ phong ấn thi triển tường băng chặn đòn. Tới công chuyện luôn bà con ơi, cô Grady đã chạm vào giới hạn của dây. Phù thủy băng kiếm đã biến mất rồi cơ mà, câu nói này thật vô nghĩa. Chỉ với một thanh phi kiếm, dây phá tan quả cầu lửa siêu cấp của bà cô. Chưa tiếp theo cậu còn éo thèm động tay mà chỉ cần đọc lệnh phân giải vật chất. Cô Gray đi lúc này đã mất hết lý trí, tấn công dây trong tuyệt vọng. Tấn công éo thành đành lựa chọn phương án bỏ chạy nhưng mà mai thì chạy được nhé. Chuyển qua phương án khác, cô Gray đi đề nghị dây vào tổ chức làm cán bộ. Tận dụng sơ hở bà cô bất ngờ tấn công dây và phải nhận cái kết đáng lòng. Khóc tiếng man luôn, bà cô ngỏ ý bây giờ hiến thân thì có được sống không? Gặp ngay anh dây cứng nhất của năm, từ đầu phim dây chưa đỏ mặt lần nào. Từ một kẻ tham sống sợ chết bà cô biến luôn thành thể loại đức không sợ súng. Nói vậy thôi chứ bà cô vẫn còn giữa một con át chủ bài chưa dùng đến. Sau khi tiêm thứ gì đó kỳ lạ vào người cô, Grady bắt đầu biến đổi. Xin chào phù thủy băng kiếm vĩ đại, trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Bà cô hóa quỷ tưởng mình mạnh phát động tấn công dây liên tục nhưng éo ăn thua. Dây xin lỗi phải nói một câu, mang tiếng là giáo viên nhưng cô vẫn quá non. Nghe xong cay cú bà cô tấn công tiếp, dây chỉ cần đọc lệnh để đỡ đã kêu vô dụng rồi mà vẫn cố chấp, dây nhắc lại bản chất của ma thuật. Cậu hiểu rõ chúng nên sử dụng mã hóa phản vật chất phân giải tất cả phép thuật. Cô Grady éo tin hiện tại cái lý thuyết đó vẫn chỉ nằm trên giấy thôi. Không tin cũng dễ hiểu tại vì chính sự đặc biệt đấy làm lên phù thủy kiếm băng. Bị thằng trẻ danh coi thường bà cô phát động kỹ năng tối cường tấn công tinh thần. Nhìn thấy cơ thể dây đang dần dần đóng băng các bạn của cậu rất lo lắng. Thì ra là chưa thể khống chế sức mạnh, cô Grady bắt đầu cả khịa dây một đòn cận chiến phá tan luôn thanh kiếm băng, bà cô rất khoái chí. Cười còn chưa được 3,14 giây bà cô ăn ngay skill băng tuyết hỗn loạn. Dây không giết người cậu chỉ tạm thời biến bà cô thành cây binh chi linh thôi. Trận chiến kết thúc, dây khởi động thời gian cố định cơ thể ngay lập tức. Cậu vẫn luôn luôn nghe theo lời khuyên về việc sử dụng sức mạnh từ sư phụ. Bảo vệ bạn bè và mọi người có lẽ đây chính là lý do để nó tồn tại. Khung thời gian trở về khoảng 10 năm trước chỗ này là nơi đóng quân của vương quốc. Carol cà khịa Lydia chưa chồng mà đã có con khi thấy cô bé dây. Trong lúc tuần tra Lydia nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện ra cậu nhóc. Do ngôi làng của dây khá đặc biệt nên phía quân đội không cho phép cậu ở lại. Cái gì mà nghi lễ triệu hồi thần linh, Lydia cảm thấy thật mê tín. Ở đâu có sự sống ở đó có mê tín áp bi thả nghi ngờ còn hơn bỏ sót. Cùng thời điểm này nhận được sự chăm sóc tận tình dây đã tỉnh dậy sau cơn mê. Khoảng thời gian đầu mọi người rất buồn khi thấy dây nhìn có vẻ khá u sầu. Vài hôm sau Lydia rủ dây đi chơi nhưng cậu đã bị Caron độc chiếm. Thì ra đây là lý do dây vô cảm với gái, hồi nhỏ cậu đã vậy rồi. Thật vãi ỏ, nhìn dây trong tay mấy chị gái giống như một con búp bê vậy. Bé càng độc lạ Bình Dương các chị lại càng mê, cuộc vui cứ vậy tiếp tục. Abby thông báo với Lydia về chuyện dây bắt buộc phải rời khỏi doanh trại. Việc đó Lydia chẳng cần bận tâm bởi vì đã có Carol lo hết rồi. Cô ấy một mực muốn nhận nuôi dây khiến cho mọi người không còn lời nào để nói phần lớn thành viên trong đội lựa chọn phương án gửi dây vào cô nhi viện. Lydia vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, cô hỏi ý kiến dây. Cháu muốn ở cùng cô, câu nói phá tan tất cả vướng bận trong lòng Lydia, hướng về ngài thiếu tá Henrik, Lydia chốt kèo nhận trách nhiệm nuôi dây. Cô thuyết phục ngài ấy đồng ý bằng những lập luận chặt chẽ không một kẽ hở. Dây được cho phép ở lại quân đội, người vui nhất lúc này là Carol. Từ cậu bé với khuôn mặt u ám lạnh lùng giờ nụ cười đã nở trên môi dây. Lydia nhận dây làm đồ đệ và hứa sẽ dạy tất cả khiến cậu rất vui. 6 năm sau, tại chiến dịch Viễn Đông một cơn mưa kiếm băng từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh đó có con hào dùng để ẩn nấp khỏi tấn công ma pháp từ kẻ địch. Cũng may những người trong đấy thuộc phe đồng minh nếu không cụ đi chân lạnh toát rồi. Ở nơi khác nhóm Lydia đứng thảo luận về vấn đề ma lực mất kiểm soát. Chỉ cần là phù thủy trên chiến trường này thì bất kỳ ai cũng có thể bị. Trở lại căn cứ mọi người sửng sốt khi nghe tin hai phù thủy tối cao đã chết. Nhận thấy dây vẫn còn trẻ, thượng úy Corin khuyên cậu bây giờ nên rút lui. Xin lỗi nhưng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều dây tuyệt đối không bỏ đồng đội. Nói hay lắm nhóc chú Harvard thể hiện cảm xúc giữa hai người đàn ông với dây. Trong phim người cùng giới nào trên chiến trường càng chơi thân mình càng nhanh ra đi. Sống tốt nha nhóc, chú sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cháu đến khi trưởng thành. Tỉnh dậy sau cơn mê sảng người dây nhìn thấy đầu tiên là sư phụ Lydia. Không cần quá bận tâm đâu Lydia tin dây rồi sẽ làm chủ được sức mạnh mọi người đều an toàn, hiệu trưởng Abby dành lời khen đặc biệt cho Jay. Còn đây là món quà của sư phụ, một cái xoa đầu tình thương mến thương. Sau khi sư phụ rời đi, Kala nói với dây người dường như rất lo cho cậu. Cô hầu gái mong dây sớm khỏe lại và thường xuyên đến thăm Lydia nhiều hơn. Lúc này hiệu trưởng Abby mới tiết lộ mình từng phản đối việc dây nhập học. Ngôi trường này toàn quý sờ tộc một dân thường chắc chắn sẽ bị mọi người xa lánh. Nhưng để dây được thấy thế giới rộng lớn hơn Lydia đã cúi đầu cầu xin. Thứ dây cần về lâu về dài không phải người lớn chúng ta càng éo phải chiến trường. Lydia cho rằng dây cần kết bạn và chơi với những bé gái bằng tuổi. Đúng là không thể phủ nhận điều này lúc đó hiệu trưởng Abby đã bị thuyết phục. Thật vãi ò, hóa ra Lydia cũng thuộc hội những người cuồng đồ đệ. Nghe xong câu chuyện Abby kể dây như chết lặng, cậu đứng hình mất 5 giây. Biết được sư phụ vì mình mà hy sinh nhiều tới vậy, tim dây như dỉ máu bạn bè đến thăm, dây xin lỗi và thừa nhận bản thân là phù thủy kiếm băng. Trong trận cuối cùng sát cánh bên đồng đội ma lực của cậu đã mất kiểm soát. Tâm trí dây dường như điên loạn lúc nhận thức được thì sư phụ đang ôm chặt cậu. Nguyên nhân dây không thể sử dụng phép thuật xuân sẻ là do ám ảnh mất đồng đội. Đôi tay nhuộm máu đỏ tươi hàng nghìn người nên dây mới giấu thân phận với bạn bè. Sai, quá sai, đã là bạn bè thì ngại gì vết bẩn của nhau. Bất kể quá khứ như thế nào đôi ta dùng chung chai dầu ăn vẫn là sự thật. Amelia mạnh dạn chiếm tiện nghi của dây, thay mọi người truyền đạt cảm xúc. Chỉ cần chúng ta đêm rét chung chân thành đôi chi kỷ thì chắc chắn là đồng chí. Trời về đêm gió lạnh thấu xương tên An -Bách tới xin được chung chân với dây. Dây quân tử không chấp tiểu nhân, làm sai biết nhận lỗi cậu liền bỏ qua. Tên An -Bách muốn biết tại sao một người mạnh mẽ nhưng lại chọn cách sống thư thái. Giết đủ một nghìn người tự khắc mạnh mẽ và tên sát nhân nào chẳng thư thái. Đừng cố làm theo người khác hãy tự nhận ra thiếu sót của bản thân rồi khắc phục. Chú bé đần An Bách dường như đã biết mình sai ở đâu, chú cảm động chú khóc. Đất nước không thể một ngày không có vua hôm nay lớp dây chào đón giáo sư mới. Rồi tới công chuyện luôn, Carol chính là người thay thế cho cô Grady. Trước mắt không biết giáo sư dạy học như thế nào nhưng các nam sinh thích rồi đó. Sau khi biết quá khứ của dây, Amelia cảm thấy nó thật tàn khốc. Không giống như bản thân mình sinh ra đã ở vạch đích đi lùi mới bằng người ta. Thực chất Amelia éo thích như vậy cô nàng muốn sống một cuộc sống bình thường. Suy đi nghĩ lại dây hình như có gì đó không đúng, chưa bao giờ biết ngại. Có lẽ cuộc sống của cậu ấy ngoài chiến đấu còn phải trải qua rất nhiều thử thách khác. Trong giảng đường, quy tắc về cuộc thi đấu kiếm phép thuật được phổ biến lại. Năm ngoái Rebecca giành quán quân nên năm nay trường nhận thêm một suất tham dự. Đối thủ lần này sở trường thực chiến có, sở trường nghiên cứu học thuật có. Cuối cùng cô Carol chốt một câu phần công việc của ban chấp hành cũng rất quan trọng giờ giải lao, dây phi với vận tốc bàn thờ tới phản nàn hiệu trưởng Abby. Caron vừa giỏi vừa được học sinh yêu quý nên chẳng có lý do gì để chê. đấy là mọi người còn xanh và non thôi, với dây cậu đã quá giả dặn rồi. sos mới nói xấu người ta xong pha này dây cụ đi chân lạnh toát. cuộc thi đấu kiếm phép thuật sắp đến, không khí vì thế nóng hơn bao giờ hết. Clarice chăm chú nghe dây phân tích trận đấu, cậu đoán éo trượt phát nào. sử dụng vẻ mặt ngây thơ vô số tội dây nghĩ việc đoán kết quả ai cũng biết. Trận khác thì Clarice chịu chứ trận đấu này cô nàng không giỏi cũng đoán được. Mặc dù Amelia chiến thắng nhưng có vẻ cô nàng không hề nghĩ như vậy. Mọi thứ Amelia đang làm thuộc dạng cho có, làm thờ ơ cho xong chuyện. Cha bắt cô nàng phải chiến thắng bằng được Arian và giữ vị trí số 1. Nhắc tới Arian dây chạy ngay đến chỗ Rebecca hỏi thân thế cô nàng. Khác với Amelia, Arian rất tự hào về thân phận quý tộc của mình. Mặc kệ người khác có nổi bật như thế nào, Dina chắc chắn hội trưởng vô địch. Hôm nay tâm trạng nhóm dây rất vui vì Amelia chính thức vượt qua vòng loại. Bộ ba fan cùng của cô nàng còn vui hơn nhìn thần tượng cứ như nhìn thấy đảng. Đáp lại kỳ vọng của mọi người, đó là mục tiêu Amelia chiến đấu. Không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng, cảm giác âu lo lúc nào cũng quấn thân. Dây đoán Amelia đang trong tình trạng như vậy, khẳng định luôn chứ đoán gì. Do bản thân biết Arian mạnh hơn mình nên Amelia mới áp lực như vậy. Chuyện nào khó có anh lo, nắm bí kíp trong tay không gì ngăn cản được dây nói lời tạm biệt trước khi bước vào luyện ngục thế gian đi hỡi bạn của tôi. Lần đầu tiên Amelia gặp gỡ Arian là trong bữa tiệc quý sở tộc. Thấy bạn bè đồng trang lứa Arian chủ động bắt chuyện làm quen với cô nàng. Kể từ ngày đó hai người đến với nhau, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Nhờ sự xuất hiện của đằng ấy trong cuộc đời mà Amelia được mở mang kiến thức. Cô nàng coi tình cảm giữa mình và Arian trên tình bạn dưới tình yêu. Cả hai bé cảm ơn lẫn nhau có bạn tôi rất vui, có tôi bạn hết buồn. Không chịu thua kém Amelia cùng Arian gửi chéo những combo yêu thương Cảm xúc dâng trào, Arian muốn được cùng Amelia kết nghĩa vườn đảo Nếu nhất định phải đặt kỳ hạn cho mối tình này thì tôi hy vọng là một vạn năm Trong trận đấu giao hữu giữa giới quý sở tộc Amelia đã thua Arian Tình cảm chị chị em em cũng từ đó mà giãn nứt hai người dần dần xa cách Thật ra Arian vẫn vậy, chỉ có mình Amelia thay đổi tính cách Cô nàng nghĩ bản thân nhất định phải luôn luôn chiến đấu mới sinh tồn được Trở về hiện tại dây vừa mới mua được cái mặt lạ cậu liền đeo luôn cho ngầu. Kể từ bây giờ, dây nói gì Amelia đúng nhận sai cãi giúp cậu. Chuyện thứ nhất không dùng cường hóa sức mạnh chạy 20 cây số đúng không cãi. Sau tất cả thứ đáng tin cậy nhất vẫn là cơ thể chính mình đúng không cãi. Amelia định phản bác, đã bảo là đúng nhận sai cãi rồi cơ mà. Qua ngày tiếp theo bài tập thể lực của Amelia được nâng lên một tầm cao mới. Không hổ danh luyện ngục thế gian dây phán cái gì cô nàng phải chấp nhận cái đó. Arian đang ở ngay trước mặt nhưng Amelia không tài nào với tới. Bỗng nhiên Eliza từ đâu xuất hiện an ủi cô nàng, ngoan ngoan bình thường. Như vậy vẫn chưa đủ Clarice cũng hiện thân một cách bất ngờ để động viên. Tuy nhiên bất ngờ luôn ở những phút cuối, dây khiến Amelia thổn thức. Dậy đi ông cháu ơi! Dậy đi ông cháu ơi! Dậy đi cháu ơi! Dậy đi, đi cháu ơi! Sau màn gọi dậy đầy chất lượng nhưng do quá ổn nên dây bị ăn chửi. Dina cay cú khi mình giáo huấn phải ngay thanh niên mặt dày không có niêm sỉ. Nhân lúc dây mất tập trung Amelia định bỏ trốn nào ngờ vẫn bị phát hiện. Dây đuổi theo ngay lập tức làm cho Dina tức điên vì chưa giáo huấn xong cậu. Thất bại trong việc truy bắt Amelia dây tình cờ gặp Anbeck ngồi một mình. Vẫn còn nỗi ám ảnh với sức mạnh, cậu ta muốn biết cách trở lên mạnh mẽ. Dây thông não cho Anbeck biết rằng tuy ít nhưng cậu ta đang tăng tiến từng ngày. Chuyển cảnh đến thư viện Clarice vò đầu bứt tóc do học mãi không vào. Cô nàng được Eliza chải đầu cho phê tê mê thì bất ngờ dây xuất hiện. Cậu sử dụng thần thức dò quét sau khi biết Amelia không có trong thư viện. Chạy đâu con sâu, câu chuyện về anh huấn luyện viên và cô nữ sinh bắt đầu. Hôm nay dám trốn anh mày hai lần dây bắt Amelia chịu phạt gấp đôi. Chứng kiến cô nàng bị kéo đi như có hó mọi người hứa tối sẽ đến viếng thăm. Không hổ danh là huấn luyện viên có tâm, dây muốn thành lập nhóm cổ động viên. Nhìn cái khí thế này chắc chắn ăn đứt tất cả các cổ động viên của đội khác. Đội trưởng giao lại toàn bộ quyền chỉ huy cho dây, thích chơi kiểu gì cũng được. Tại phòng ký túc xá thanh niên EV cảm thấy có gì đó sai sai nhưng kệ. Phía Amelia câu thoại nhắc nhở quen thuộc vang lên nhưng hôm nay giọng hơi ảo. Chỗ Rebecca cũng vậy, câu chào hỏi từ cô gái lạ nhưng nghe rất quen. SOS pha giả gái đỉnh cao của dây nhằm mục đích đột nhập trường Diom. Ở nơi nào đó trong trường Diom, một bé gái đang khóc tìm chị. Ánh mắt ta chạm nhau cô bé đó chặn mất đường xâm nhập vào trường của dây. Sau một hồi bắt chuyện làm quen, dây biết cô bé tên Tiana. Toàn thể trai gái trong học viện kinh ngạc khi thấy người gì đâu mà đẹp quá trời. Vô tình được dây nhìn về phía mình hai cô nàng này phê chữ E kéo dài. Cuối cùng cũng tìm thấy, đây chính là chị gái Tiana tên Arian. Để bé Tiana chơi đùa một mình Arian xin lỗi đã làm phiền dây. Bằng trực giác nhạy bén Arian tự tin đoán dây không phải học sinh trong trường. Cô nàng bất ngờ khi biết đằng sau tấm thân ngọc ngà này là một thằng con trai. Dây cũng không ngờ tin tức thường dân nhập học trường quý tộc truyền đến tận đây rồi để trả ơn ân nhân giúp em gái mình Arian đồng ý tỉ thí với dây. Thành sát gái là đây trước khi đánh nhau Arian cho phép dây gọi thẳng tên. Trời trong xanh không một gợn gió hai người một gái một ba d bốn mắt nhìn nhau. Arian kết thúc trận đấu nhanh gọn lẹ bằng đòn đánh mang thuộc tính lôi điện. Cảm ơn vì đã nhường, cô nàng vui vẻ nhận phần thắng định sẵn thuộc về mình. Hóa ra dây được dạy thấy con gái là phải khen bảo sao đi đâu cũng thả thính. Bỏ qua chuyện đó dây tiết lộ lý do mình tới đây tất cả vì Amelia cậu khẳng định một điều chắc chắn cô nàng sẽ cho Arian nếm mùi thất bại. Đi đâu cũng gặp gái, bé này tên Maria là em của Rebecca. May mắn thay ông trời cho bé vấp ngã để tìm thấy chân lý của đời mình. Maria muốn biết danh tính ân nhân tiện cho sau này lấy thân báo đáp. Tưởng người dưng nước lã hóa ra em gái Rebecca nên dây khá ngạc nhiên. Bé Maria cầu xin chị gái Lily hãy đợi mình thêm một năm nữa thôi. Dây có biết nhận diện cảm xúc méo đâu tội nghiệp Maria trúng tiếng xét ái tình. Nhóm Amelia đang tập luyện thì bất ngờ nghe thấy tiếng dây nhắc nhiều từ xa. Các cô nàng khiếp hãi phù thủy kiếm băng lừng danh lại là một tên cuồng giả gái. Hôm nay được dây dẫn đi gặp sư phụ Eliza cùng Clarice rất căng thẳng. Tới nơi dây lần lượt giới thiệu bạn bè của mình với Lydia, thanh niên e vì tự tin bản thân đủ khỏe để phòng thủ trước thế công của dây. Eliza tiến lên Lydia đánh giá cao cô nàng rất có tố chất. Bằng sự ngây thơ của mình Eliza không hiểu cô nàng chỉ muốn xin chữ ký thôi. Clarice ngại ngùng khi trong thời khắc vinh dự nhất đời mà lại nói ngọng. Biết chuyện cô nàng muốn trở thành thợ săn Lydia lấy mình ra làm ví dụ, không có lý do gì con gái quý tộc không thể làm thợ săn tự tin lên mé. Tới lượt Amelia vì đã quen biết từ trước nên Lydia muốn gặp riêng. Cô hầu gái Carla gọi dây tới nhà bếp có chuyện quan trọng cần truyền đạt. Tổ chức ám sát của đế quốc Evin đang nhắm vào cuộc thi đấu kiếm phép thuật. Chuyển cảnh qua phòng Lydia, cô muốn Amelia chia sẻ phiền muộn. Jay biết Amelia có chuyện giấu mình nhưng lại không dám hỏi thẳng cô nàng. Một phần trách nhiệm do Lydia cô không thể dạy đồ đệ cách hiểu lòng người. Lydia nói một lượt quá khứ của Jay, hồi nhỏ cậu rất đáng thương. Thời gian đầu mới được nhặt về Jay chơi bài không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu. Tuy nhiên kể từ lúc nhập học Jay thật sự đã thay đổi một cách rõ rệt. Lydia khuyên Amelia nên dựa vào bạn bè, nhất là Jay. Bạn bè sinh ra không phải để làm cảnh mà để giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Kẻ thấy bạn có phúc cùng hưởng có họa tự chịu thì nên tránh xa ngay và luôn. Phải như này mới đúng chất bạn bè hai thanh niên bị gái tát cho nát mặt. Nghĩ lại cũng sướng Lydia mời nhóm dây đi tắm sông thư giãn đầu óc. Tự nhiên hiệu trưởng cùng Caron từ đâu xuất hiện vác theo đống rượu góp vui. Cái kết, Caron say quá hóa khùng niệm phép khiến nhóm dây bay hết quần áo. Hôm nay chính là ngày cuối cùng dây tiến hành huấn luyện ma quỷ cho Amelia. Sư phụ bảo dây hãy cứ dốc hết sức làm đúng như những gì cậu từng trải qua. Để tốt nghiệp khóa huấn luyện Amelia phải chém rơi bông hồng trước ngực dày. Ok chiến luôn sợ gì, Amelia đã không còn giống như ngày xưa. Cuộc thi đấu kiếm cuối cùng cũng bắt đầu các thí sinh quy tụ về một nơi. Chất còn hơn nước cất, Gian cổ động viên của Amelia mãi đỉnh. Trên đường tới phòng chờ Amelia bắt gặp Arian liền trò chuyện một lúc. Kiểu này lại mua chuộc ban tổ chức rồi, hai người hẹn nhau ở trận chung kết. Làm eo có chuyện may mắn đến thế, chia cặp đấu loại không đụng mặt nhau. Trận mở màn bắt đầu nhìn kiểu này biết ngay người trên võ đài là ai. Thanh niên Sen chấp nhận thua phần cổ vũ nhưng về mặt khí thế thì không bao giờ. Luật thi đấu rất đơn giản, bông hoa hồng trước ngực bị phá hủy là thua. Vừa mới bắt đầu đã nhận vé ra về, thanh niên Sen éo hiểu kiểu gì. Khoảnh khắc hai bên còn đứng nhìn nhau Amelia đã chôn phép thuật dưới mặt đất. Cái kết đối thủ do chỉ biết tấn công không quan sát kỹ nên đã dính bẫy. Phía trên khán đài nhóm các cô nàng cổ động viên ăn mừng màn chiến thắng áp đảo. Bên trong phòng chờ lúc này An trầm tư suy nghĩ gì đó nhìn rất căng thẳng. Dây mang hoa hồng đến cho An Beck, vẻ mặt cậu giống như đi viếng vậy. Tất cả đều có nguyên nhân của nó, trận này đối thủ là Arian. Sau tiếng hô bắt đầu thanh niên An Beck dũng mãnh lao lên tấn công điên cuồng. Cậu ta rất cố gắng nhưng chưa đủ Arian nhẹ nhàng đánh bay đối thủ. Thực lực giữa hai người cách nhau một trời một vực tuy nhiên An Beck vẫn không bỏ cuộc. Nhiều người anh em dây động viên mà cậu ta đã giác ngộ lý tưởng của đảng. Mỗi tội gà công nghiệp dù có thành gà trọi thì trung quy vẫn là con gà. Công rãnh sao so với đại dương số phận An Bách được định sẵn làm đá lót đường. Kể cả biết như vậy nhưng An Bách vẫn vui vì bản thân đã cố gắng hết sức. Không chỉ Amelia mà toàn thể bạn bè của cô nàng đều sợ thứ sức mạnh vừa rồi. Carol bất ngờ chạy lên sàn đấu, cô muốn tặng khán giả một bài hát. Được xem thần tượng trình diễn, đám khán giả hò hét bùng nổ cả đấu trường. Chuyển cảnh qua chỗ dây, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang bám theo mình. Một người đàn ông lực lưỡng, chủ tịch câu lạc bộ đã xử tên vừa rồi. Tiến vào phòng họp bí mật dây thắc mắc những người xung quanh rốt cuộc là ai. Bọn họ thuộc cơ quan tình báo thành viên cùng gia tộc với cô hầu gái Kala. Cho đến tận bây giờ dây mới biết chủ tịch câu lạc bộ là em trai Kala. Vào vấn đề chính hiệu trưởng cho biết tổ chức tử thần đang nhắm vào con em quý tộc. Phối hợp với Lex, dây đảm nhiệm vai trò bảo vệ an toàn cho học sinh. Đế quốc Evin dây thề sẽ không để bọn họ cản trở mấy người Amelia. Hôm nay là trận đấu của học sinh khóa trên Rebecca thuận lợi vào chung kết. Quả không hổ danh một trong tam đại quý tộc, toàn đấu trường bùng nổ luôn. Nhóm Eliza tới báo tin cho dây biết Amelia cứ nhốt mình trong phòng. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì trận đấu sau trận của Rebecca đã kết thúc. Tuyển thủ Lucas lập kỷ lục mới đánh bại đối thủ của mình trong 2 giây. Màn đêm tĩnh mịch tại nhà Arian vang lên những tiếng đánh đấm rất ác liệt. Cái bao cắt có tội tình gì đâu mà cô nàng oánh nó đang xuất luôn. Sau buổi tập luyện vất vả được cha cùng em gái tới thăm, Arian rất vui. Cô nàng tự tin ngày mai mình nhất định sẽ thắng không để cha phải thất vọng. Bằng nụ cười tỏa nắng người anh em giàu ăn khuyên dây hãy làm theo con tim mách bảo. Bắt gặp nhóm Eliza dây chấn an họ mọi chuyện cứ để cậu giải quyết. Tâm trạng Amelia không được tốt nên dây quyết định đứng ngoài cửa tâm sự. Cậu kể chuyện bản thân rất muốn hiểu trái tim cô nàng nhưng lại do dự mèo nói. Giờ thì dây đã dám nói cậu muốn Amelia mở cửa trái tim với bạn bè. Mời dây vào phòng Amelia chia sẻ mình luôn phải diễn vai quý cô hoàn hảo. Cô nàng so sánh mọi thứ mình làm chẳng bằng một góc so với quá khứ của dây. Không đúng rồi ai lại lấy quá khứ và đau khổ của người khác ra hơn thua. Amelia luôn suy nghĩ tại sao thấy đau khổ như vậy mà vẫn phải sống tiếp. Cô nàng thất vọng bản thân dù đã cố gắng nhưng không thể thắng nổi Arian. Phụ sự kỳ vọng của gia đình, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì đây? Dây cho Amelia biết sự tồn tại của chúng ta vốn đã không có ý nghĩa phải tự tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình đừng quá áp đặt tư tưởng dù vui hay buồn đều phải chia sẻ với bạn đồng hành dìu dắt nhau bước tiếp sống thật với tính cách vốn có dây thích dáng vẻ bây giờ của Amelia gió mùa thu anh du em ngủ em mà không ngủ là anh thức trắng năm canh Amelia được dây nắm tay phê chữ e kéo dài cô nàng giả vờ nhắm mắt nhớ lại buổi huấn luyện Amelia đã thành công phá hủy bông hoa trên ngược dây chính vì vậy dây tin tưởng ngày mai nhất định chiến thắng sẽ thuộc về cô nàng ngày nay cuối cùng cũng đến trận chung kết cuộc thi đấu kiếm phép thuật tân bình yêu màu hồng ghét sự giả dối nhóm cổ động viên độc lạ nhất bình dương Clarice do bận đi làm công việc của ban chấp hành nên lúc sau sẽ tới nhóm eliza rất kinh ngạc khi biết chuyện tối qua dây ở cùng amelia thanh niên EV không phục người anh em của mình giờ đã thành đàn ông đích thực Clarice vội vàng quay lại khán đài mà không biết rằng mình vừa lướt qua nguy hiểm bên trong phòng chờ amelia tiến tới ngại ngùng ngỏ ý muốn được dây ôm chuyện nhỏ như con thỏ Việc lao lực hơn việc ôm ấp dây cũng làm được. Phía ngoài sau khi nhận được tín hiệu Lex liền xin phép rời khỏi phòng bình luận. Anh thông báo cho dây tin tức quan trọng Clarice cùng 8 người khác đã mất tích. Đợi mãi mới thấy Caron trở về Dina cay cú vì phải ngồi đây một mình. Trận chung kết sắp bắt đầu, hai cô nàng giao lưu với nhau đôi ba câu. Arian làm hành động vứt kiếm đi khiến đám khán giả xem mà khó hiểu. Hóa ra cô nàng chơi trò dùng sức mạnh ngay từ đầu, Amelia sắp mặt trạng thái hóa quỷ này chính là nguyên hình phép thuật vốn có của Arian. Amelia đâu phải cái bao cát tối qua mà mặc xác cho Arian đấm. Cô nàng cũng có trạng thái nguyên hình phép thuật thuộc về riêng bản thân mình. Chuyển cảnh xuống dưới lòng đất, Jay đã tìm thấy nhóm học sinh bị mất tích. Clarice mơ hồ không biết lý do vì sao bản thân lại tới được nơi đây. Dễ hiểu thôi lũ tử thần của đế quốc Evin chính là thủ phạm vụ bắt cóc. Jay xin lỗi Clarice, cậu phải ôm chặt mông cô nàng nếu không sẽ bị rơi bọn tử thần thấy dây bật mốt liền dùng chiến thuật tắt đèn của ngô tất tố phía trên đấu trường arian đang kèo dưới thì bất ngờ toàn bộ ma thuật biến mất tất cả do dây gây ra cậu sử dụng phản vật chất để xóa bỏ chiêu tắt đèn qua ao trình đối thủ dây đóng băng lũ tử thần không một tên nào thoát chạy lên xem thi đấu cũng được nhưng clarice muốn dây bỏ mông mình ra trước trận đấu chung kết tiếp tục arian sử dụng đòn sát thủ cuối cùng đây mới là nguyên hình phép thuật thật sự của arian tia xét ngầu hơn trước cô nàng di chuyển với tốc độ siêu thanh đấm Amelia không trượt phát nào. Cha cùng em gái Ariane xem mà nở mày nở mặt với mọi người xung quanh. Amelia ăn chọn một cú nốc ao, cô nàng bay xa bay cao luôn. Toàn bộ khán giả trở lên im lặng ngồi đợi công bố kết quả rồi bùng nổ. Amelia không muốn thua nhưng cơ thể cô nàng chẳng còn một chút sức lực nào. Thời khắc búp bẩn đã đến, dây thúc giục Amelia đứng lên chiến đấu. Ariane muốn tố cáo có đứa dùng hách lắm rồi nhưng tố cáo với ai đây? chiêu mới của Amelia có tên hiệu ứng cánh bướm, nghe rất ghê gớm. Thật sự quá bo đòi Arian không tài nào chạm được vào người Amelia. Caron cho biết chiêu thức của Amelia có thể thao túng luật nhân quả. Nó tuân theo nguyên lý hiệu ứng cánh bướm đưa đối thủ qua một tương lai khác. Nói dễ hiểu thì người bị dính chiêu sẽ không bao giờ đạt được kết quả mong muốn. Aria nhất quyết không chịu thua, cô nàng tiếp tục lao lên tấn công. Cái kết chỉ có một càng muốn chạm vào người đối thủ Arian càng đi xa tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhưng không Amelia có biến. Jay cho biết trạng thái hiện tại của cô nàng gần như mất kiểm soát pháp lực. Nếu cứ cô quá nhẹ thì bị thương giống cậu ngày xưa nặng thì độ kiếp phi thăng. Đúng là cuộc chiến giữa hai người đàn bà, không ai chịu thua trước đối thủ. Nhóm Eliza vừa lo lắng vừa kêu gào cổ vũ Amelia chiến thắng. Dưới sàn đấu hai tuyển thủ đã bắt đầu xuống sức nhưng tinh thần chiến đấu thì không. Cuối cùng cũng kết thúc trận chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ đã phân định thắng thua. Mặc dù bại trận nhưng Arian vẫn rất vui vẻ trò chuyện với Amelia. Được Arian khen cậu đã trở nên mạnh vô cùng Amelia cảm động. Người chiến thắng thì khóc lóc kẻ thua cuộc thì cười, khung cảnh thật ngược đời. Để đạt được thành công như ngày hôm nay bạn bè đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong đó Arian chính là người bạn Amelia xem như mục tiêu phấn đấu. Các cụ cường quốc Việt Nam có câu thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly. Arian thổ lộ từ nhỏ mình đã muốn trở thành tấm gương cho Amelia. Cô nàng cố gắng phấn đấu tất cả để không làm đằng ấy cảm thấy xấu hổ. Nào ngờ khiến Amelia áp lực, Arian chân thành xin lỗi. Ký ức chị chị em em ùa về, cái ngày mà hai người ôm nhau âu yếm. Arian với tư cách một người bạn chúc mừng Amelia giành quán quân. Khán giả cùng ban bình luận có tâm ghê, đợi đến bây giờ mới hò reo. Phải như này mới gọi là gia đình chứ em gái cùng cha Arian rất vui. Ước gì Amelia có một gia đình bằng phân nửa như vậy thì tốt biết bao. Ở bên khác cha Amelia tình cờ bắt gặp em gái cùng cha Arian. Lần đầu tiên con gái mình thắng con gái nhà người ta ổng được một phen lên mặt. Sau trận chiến, dây tìm đến phòng y tế hỏi thăm sức khỏe Amelia. Cô nàng tâm sự quãng thời gian huấn luyện kết thúc rồi mới nhận ra thật ngắn ngủi. Nhớ lại tối qua được dây động viên Amelia ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Đối với dây cậu chỉ nhớ chuyện mình cảm thấy Amelia đang ẩn giấu tài năng, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng cô nàng cũng phát huy nó một cách xuất sắc một lần nữa Jay xin chân thành chúc mừng Amelia giành chức vô địch. Được làm bạn với Jay Amelia thấy rất hạnh phúc làm bạn gái thì ngon hơn. Kể từ hôm nay cô nàng đã không còn là chú chim trong lồng mang tên quý tộc nữa. Nhóm Jay hào hứng đi đến đấu trường xem trận chung kết cổ vũ cho Rebecca. Amelia chính là người năng động nhất, cô nàng đã thay đổi hoàn toàn. Bên trong đấu trường được lên TV ẻm tóc hồng phải dùng tay che ấy lại. Đứng ở góc tối Maria em gái Rebecca lặng lẽ quan sát chị mình tuyển thủ đối đầu với Rebecca chính là Lucas người dây cảm thấy khá nguy hiểm. Rebecca có kỹ năng nhìn trước tương lai vài giây nên cô nàng vào thế trước. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu thì trận đấu đã kết thúc rồi Lucas chiến thắng. Dina không tin vào mắt mình bởi vì bản thân cô có nhìn thấy méo gì đâu. Thất bại một cách nhục nhã Rebecca như chết lặng chỉ biết đứng im một chỗ. Bảo sao mạnh, hóa ra tên Lucas là truyền nhân của phù thủy tuyệt kiếm. Dây thắc mắc tại sao trình thách đấu lại tham gia cuộc thi kiếm thuật của vàng đoàn tên Lucas muốn đấu với dây để chứng minh phù thủy tuyệt kiếm mạnh hơn kiếm băng. Hắn sẽ đợi ở đây một năm trong thời gian đó dây hãy cố chữa khỏi nội thương. Lúc này phía dưới học viện Lydia đang vô cùng khó chịu đối với Caron. Muốn đấm vào mặt cô ả à lắm rồi nhưng vì đại cục Lydia bắt buộc phải nhịn. Để moi được thông tin từ tù binh thì không thể thiếu ma pháp của Caron. Một khi chúng phải loại ma pháp này trừ hồ quang hiếu còn lại bị mê hoặc hết. Chơi đùa ít thôi hiệu trưởng Abby thúc giục Caron mau chóng vào vấn đề chính thông tin không dễ lấy như tưởng tượng, bọn này thả hy sinh cũng éo nói. Cuộc thi kiếm sĩ phép thuật kết thúc toàn bộ học sinh được tập hợp trước sàn đấu. Mặc dù trận chung kết hơi nhạt nhưng may mắn không có ai phải đắp mộ cuộc tình. Sự xuất hiện bất ngờ của người lạ trên hàng ghế VIP khiến Dina hơi khó hiểu. Phía dưới hiệu trưởng đọc bản tuyên ngôn độc lập à nhầm diễn thuyết khích lệ học sinh. Rebecca hụt mất trước quán quân tâm trạng cô nàng có đôi chút u sầu. Vài ngày sau trong lễ kỷ niệm trường năm nay dây đề nghị lớp mở quán trà hầu gái. Mục đích của cậu là để quý tộc trải nghiệm cảm giác phải hầu hạ người khác. Thực chất ý tưởng này là do Amelia đề xuất dây chỉ ra mặt thay. Ban đầu cậu có đôi chút do so dự bởi vì cảm thấy hơi kỳ nếu đứng ra kêu gọi. Tuy nhiên Amelia thuyết phục hay quá dây bị cuốn theo chiều gió luôn. Hình ảnh cô hầu gái chiếm trọn tâm trí dây cậu đồng ý đứng ra chủ trì. Amelia rất hào hứng bởi vì cô nàng muốn thiết kế lại phần váy ngắn hơn. Không có gì thuyết phục hơn cách sử dụng idol giới trẻ làm gương mặt đại diện. Amelia cảm ơn sự nhiệt tình của Jay, cậu thích gì cứ nói ra. Đúng lúc này Dina chạy tới vẻ mặt vô cùng hốt hoảng báo tin quan trọng. Rebecca đã đính hôn, cô nàng sắp trở thành vợ của người ta. Rất lâu về trước cha Rebecca cùng tên Evan đã ký một giao kèo. Kể từ thời điểm này ông ấy chính thức giao con gái mình cho tên Evan. Ở một góc phố vắng vẻ nào đó, có một vụ tàn sát đang diễn ra. Tên mặt trông rất hung dữ này có biệt danh háu ăn chuyên đi hút ma lực người khác kẻ đứng đằng sau hắn thì thích thu thập linh hồn sau đó điều khiển xác chết. Tên này cần một vật chứa phù hợp để hắn có thể nâng cao cảnh giới của mình. Và vật chứa linh hồn chất lượng nhất mà hắn ghim từ trước chính là Rebecca. Bầu trời hôm nay trong xanh không khí trong lành Rebecca ngồi chăm sóc vườn hoa. Dây ghé qua chơi tiện thể chúc mừng cô nàng tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình. Khi bắt tay với Rebecca dây cảm thấy dường như cô nàng đang rất phiền muộn. Bỏ qua chuyện đó dây tới chỗ Amelia thảo luận chuyện trang phục hầu gái sau khi thống nhất mẫu thiết kế Amelia F. Eliza cũng phải mặc nó. Ngực đập thẳng vào mắt người ta, chân hở quá nhiều Eliza éo chịu. Không chịu Amelia công lực cho bằng chịu thì thôi Eliza khóc thét. Thật vãi ỏ dây thủ thỉ mấy lời mật ngọt chết rồi Eliza phê tê mê. Coi Amelia là không khí chắc, dây ăn ngay một cú đá ghen tuông. Vì tương lai được ngắm mấy em hầu gái xinh tươi đám con trai rất chăm chỉ. Dây tới nghiệm thu công trình, nó còn tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng mọi người có thể hoàn thành xuất sắc công việc phần lớn nhờ bài diễn thuyết của dây nghe tin eliza vui vẻ đồng ý tham gia đám con trai nhiệt huyết bừng bừng luật bất thành văn trên thế giới không tồn tại đàn ông không thích hầu gái sử dụng chính câu châm ngôn trên dây đến hội học sinh đăng ký hoạt động cho lớp sau khi đăng ký thành công dây thắc mắc những thành viên khác đi đâu hết rồi thời khắc của sự thật vốn dĩ thư ký hội học sinh sẽ đính hôn với evan điều này đồng nghĩa rebecca đang mang trên mình tội danh cướp chồng của bạn Jay một mực muốn xin gia nhập hội học sinh để phụ giúp Rebecca đắn đo. Cuối cùng cũng được chấp nhận Jay hứa sẽ hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Ra ngoài văn phòng Dina có chuyện quan trọng cần nói với Jay về Rebecca. Chắc chắn vụ đính hôn có ẩn tình gì đó nhưng hội trưởng không chịu tiết lộ. Chuyện gì khó có anh lo, Jay chấn an Dina mọi thứ cứ giao cho mình. Ngay tối hôm đó Jay chạy đến nhà sư phụ hỏi ra thế của tên Evan. Cô hầu gái cho biết dòng họ nhà hắn vô cùng hoàn hảo để kết thông gia tuy nhiên vẫn phải điều tra lại muộn nhất một tuần dây sẽ nhận được đáp án chính xác. Nói đến lễ kỷ niệm trường dây tiết lộ với Lydia về quán trà hầu gái. Nhắc tới hầu gái hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ chính là bóng dáng xinh đẹp này đây. Lydia chắc chắn bản thân mà mặc bộ đồ cô hầu gái khối anh hấp hối. Dây lỡ mùng nói khỉ đột sao có thể làm hầu gái được suýt thì đắp mộ. Chuyển cảnh đến chỗ Rebecca, cô nàng chảy máu. Hình ảnh dây hiện ra đấy là điềm báo Rebecca hay nhìn thấy dạo gần đây. Tại sao lại như vậy? Rebecca vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Bất ngờ Maria xuất hiện cô bé hỏi chị gái về chuyện chiếc khăn dính máu. Cái đó cũng éo quan trọng cho lắm Maria chuyển qua chủ đề hôn ước. Rebecca không trình bày nhiều chỉ chúc em gái sau này có một cuộc tình thật đẹp. Mặc dù quý tộc được sống trong nhung lụa nhưng lại mất quyền lựa chọn hạnh phúc. Hồi nhỏ Maria luôn bị mọi người kỳ thị do toàn thân một màu trắng toát. Cho dù kẻ khác có rèm pha thì Rebecca vẫn yêu quý em gái của mình. Càng lớn Maria càng thể hiện ra cá tính đi ngược lại phong cách quý tộc. Suốt ngày bị mẹ so sánh với chị gái khiến cô bé từ yêu chuyển sang cam ghét. Tuy nhiên sâu bên trong con người Maria vẫn luôn quan tâm đến Rebecca. Vụ hôn ước chắc chắn có ẩn tình nhưng cha cùng chị cứ luôn giữ im lặng. Trùng hợp thay hôm đến tìm chị gái chính là ngày Maria trúng tiếng sét ái tình. Trở lại hiện tại, lớp dây đã hoàn tất công việc mở quán trà hầu gái. Phương châm sống của dây, gặp gái là phải luôn luôn mỉm cười với họ. Cậu khen Amelia khoác lên mình bộ trang phục hầu gái vốn đẹp càng thêm đẹp. Eliza thì được khen là vô cùng đáng yêu, cô nàng khoái khoái ngay. Lúc này Amelia than trách việc của hội học sinh dây dám giấu mọi người. Cậu đang nhận sự giáo huấn từ gái thì bất ngờ Clarice xuất hiện phía sau. Nhờ vậy mà dây mới thoát nạn do Amelia thích thú với trang phục nhà ma. Bên trong phòng hiệu trưởng Carol ngồi kể lại tình hình lớp dây cho Abby nghe. Trời chập tối Rebecca đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị chặn lại vì đã đính hôn rồi nên từ giờ cô nàng không thích hợp ở ký túc xá nữa. Đang vui vẻ cùng trai trẻ thì bất ngờ chồng tương lai Rebecca xuất hiện. Cảm ơn vì đã đưa vợ anh về phần việc của chú đến đây là kết thúc. Cặp vợ chồng tương lai tay trong tay âu yếm dắt nhau đi nốt đoạn đường còn lại. Jay đang mải nhìn theo gia đình nhà người ta thì chủ tịch câu lạc bộ đến. Ước gì những cảnh hành động anh em viewer đang suy nghĩ trong đầu không xảy ra. Nhìn cái mặt bẩn bựa này coi chẳng khác nào ăn tươi nuốt sống con nhà người ta cũng may thứ tên Evan nhắm tới chỉ có con mắt ma thuật của Rebecca. Ngoài thân phận kẻ săn mắt ma thuật, hắn còn là người của tổ chức tử thần. Rebecca ngồi co lại một góc, cô nàng khóc cho số phận của mình. Mới vừa nãy thôi Rebecca đã phản kháng lại việc tên Evan lấy mắt ma thuật, vì để leo lên vị trí cao nhất trong tam đại quý tộc cha đã bán cô nàng. Hơn thế nữa nếu không bận tâm đến em gái quan trọng thì cứ việc kháng cự. Đang ngồi suy tư thì bất ngờ Rebecca nhìn thấy một không gian u ám đây chính là quá khứ của dây ngay chú harvard hy sinh trên chiến trường tức tỉnh đi người chết không thể sống lại sư phụ muốn dây vực dậy ý chí sau khi nhìn thấy quá khứ của dây rebecca không dám mở lời hỏi chuyện cậu cuối cùng cũng ra maria đứng đợi dây ở đây từ chiều hôm trước vừa gặp đã tán tỉnh con gái nhà người ta maria không ngờ dây vip như vậy bỏ qua chuyện đó cô bé chia sẻ cảm nghĩ của mình về chị gái với dây chiến thần thả thính dây hứa sẽ bảo vệ rebecca nhưng hành động như tỏ tình vậy Đúng người sai thời điểm Rebecca tưởng dây cùng em gái có mối quan hệ đó. Buổi tối cô nàng trằn chọc mãi không ngủ được luôn có một cảm giác buồn phiền. Suy nghĩ hồi lâu Rebecca cảm thấy mình không còn tư cách can thiệp vào chuyện đó. Đêm khuya rồi mà dây còn chưa ngủ bởi vì cậu bận cày tiểu thuyết ngôn tình. Nhân vật chính là một cô gái được gọi là ác quỷ luôn bị mọi người xa lánh. Có một chàng trai tự nguyện trở thành ác quỷ để được sống bên cô mỗi ngày. Nhưng quá trình biến đổi thất bại và kể từ ngày đó chàng trai biệt tam biệt tích. Jay vẫn chưa đọc hết cậu hy vọng cái kết hai người sẽ đến được với nhau. Hiện tại ngoài Jay có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ ra mọi người đều rất vui vẻ. Một lần nữa quá khứ về việc chú Harvard hy sinh lại hiện ra trong đầu Jay. Hôm an táng chú ấy Jay còn an ủi Carol như một người đàn ông trưởng thành. Có gì đó sai sai, tại sao Rebecca lại xuất hiện ở đây? Câu hỏi, em rốt cuộc là người như thế nào khiến Jay giật mình tỉnh giấc? Cậu lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo con người, dạo này mơ hơi nhiều. Sáng sớm hôm sau dây tập thể dục tiện thể ghé qua câu lạc bộ làm vườn chơi. Rebecca định hỏi quá khứ dây có từng tham gia chiến dịch không nhưng lại thôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm trường nên không khí rất vui tươi, nhộn nhịp. Quán trà hầu gái của lớp dây rất đắt khách bởi vì phục vụ ở đây quá tuyệt. Arian không thấy dây đâu cả linh cảm mách bảo cô nàng sắp có biến. Thật vãi ò, nhằm mục đích câu dẫn thêm khách dây lại bắt đầu giả gái. Thế giới quan được khai mở mấy thanh niên này quyết định phải đặt hàng dầu ăn gấp. Cặp đùi dài thế kia cơ mà không biết thanh niên EV tốn bao nhiêu can dầu rồi. Bên phía nhà ma của lớp Clarice mặc dù thú vị nhưng lại rất cô đơn. Để đảm bảo an toàn cho buổi lễ hiệu trưởng phải dùng 200% độ tập trung. Maria được đích thân idol của mình phục vụ, cô bé khoái khoái. Không hổ danh là dân chuyên nghiệp, dây khiến cho cả đám người phải nhập viện. Amelia chấp nhận thua cuộc dây đúng là một cô hầu gái đáng sợ. Arian đứng hình, trường nhà người ta ghê gớm gấp 10 lần trường mình. Được dây rủ đi chơi hội Rebecca quyết định gạt bỏ mọi phiền muộn quẩy tới bến. Bánh cá mặc dù cũng ngon đấy nhưng sao ngon bằng mấy anh trai cơ bắp này. Không giống như vài thanh niên nào đó chạy mất dép dây khen con ma rất đáng yêu. Ngày mai lúc kết thúc lễ kỷ niệm trường sẽ bắn pháo hoa hai ta đi ngắm chứ. Đó là những gì Rebecca muốn nói nhưng cuối cùng cô nàng lại không dám nói. Maria rất thích chị gái này nhắc nhở thân thiện cô bé chưa biết đây là dây đang hạnh phúc thì maria bắt gặp một cô gái có mái tóc trắng giống mình nghe tin rebecca sẽ đăng xuất dây không hiểu chuyện gì đang xảy ra cha cô nàng xuất hiện ông ấy cầu xin dây hãy cứu lấy con gái mình nhận thấy anh bạn cùng phòng có tâm sự thanh niên ev nguyện san sẻ cùng dây ngày mai chính là ngày trăng tròn thời khắc thánh nhân thức tỉnh sau giấc ngủ dài ngồi thu mình trong căn phòng lạnh lẽo rebecca hai hàng lệ rơi nghe thấy tiếng khóc của chị gái maria lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa sáng hôm sau tự nhiên được rebecca giao em gái cho mình dây rất ngạc nhiên rebecca vừa khen vừa nói xấu em gái và mong dây hãy yêu thương chăm sóc nó thời gian vui chơi giải trí kết thúc các chiến binh lão làng sẵn sàng hành động tuy thích bay lắc nhưng carol cũng không quên mà chuẩn bị đâu vào đó hết rồi bé maria cảm ơn đồng thời xin idol cho mình chút dũng khí chiến đấu phía ngoài rebecca tới gặp tên evan để giao cho hắn thứ quý giá nhất sau khi maria rời đi sắc mặt dây thay đổi hoàn toàn sang chế độ nghiêm túc Tỉnh dậy đi đừng giả vờ ngủ nữa tên Evan dẫn Rebecca tới sân tập. Bây giờ hắn ta sẽ tiêu diệt cô nàng để chiếm lấy con mắt ma thuật. Dây đơn phương độc mã lao thẳng vào bầy quái vật khổng lồ. May mắn kỹ năng của Amelia xuất hiện kịp thời nên cậu mới không sao. Có nhiều bạn bè để làm gì để dùng cho những lúc như thế này chứ để làm gì. Rebecca vô cùng ngạc nhiên khi em gái Maria xuất hiện tại sân tập. Một chiêu rồng rực lửa tiêu diệt cả đàn quái, tuyệt cú mèo luôn anh bạn. Eliza và Clarice vui mừng khi cả hai cùng xử được rất nhiều quái. Tên Bara hưng phấn muốn nuốt chửng Amelia nhưng về nhà nằm mơ đi con. Mục tiêu của hắn là phù thủy kiếm băng nên lũ nhóc trước mặt tạm thời bỏ qua. Mọi người cổ vũ dây hãy tiến lên, chỗ này giao hết cho họ lo được. Dây hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của các bạn cậu thẳng tiến đến chỗ Rebecca. Theo lời kể của cha Rebecca thì cô nàng chính là thánh nhân đời tiếp theo. Do không điều khiển được mắt ma thuật rất có thể cô nàng sẽ khiến em gái cùng chết cứu một được hai dây quyết tâm không để cho một ai phải bị tổn thương rebecca không hiểu vì sao maria lại xuất hiện ở cái nơi nguy hiểm này sự thật được tiết lộ tên mặc quần áo màu đỏ mới chính là evan còn người đem rebecca đến đây lại chính là cô gái tóc trắng tên lise tồn tại của lise khiến tên evan cực kỳ chán ghét hắn muốn giết cô nhưng trước mắt hắn cần phải xử rebecca để có được sức mạnh tối thượng lise tuyệt đối không để tên evan đạt được ý đồ mà hắn mong muốn Tên Evan cây cú cực độ khi lần nào cũng bị Lyre dẫn trước một bước. Công việc của cô đến đây là tạm dừng phần còn lại giao cho dây xử lý. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện tên Bara đứng đợi phù thủy kiếm băng từ chiều. Ký ức phép thuật của phù thủy tối cao là thứ hắn ta ngày ngủ đêm mong. Lyre tạo màn chắn tạm thời ngăn cản tên Bara. Cô có chuyện cần nói với dây. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây đều nằm trong kế hoạch của Lyre. Dây đã cộng hưởng với Rebecca, cậu có thể giúp cô nàng phong ấn sức mạnh. Việc phong ấn sức mạnh cũng chính là giao kèo giữa Lise và cha Rebecca. Cuộc chiến với bọn tử thần chuẩn bị bắt đầu dây giải trừ thời gian cố định cơ thể. Tên Bara háo hức được ngấu nghiến dây, hắn đấm cậu không trượt phát nào. Phải chịu sự áp chế từ Lise hơn 10 năm khiến tên Evan điên loạn. Chỉ cần có thể tận tay tiễn cô về thế giới bên kia đối với hắn là quá đủ. Tên Evan chơi đồ tăng đam thủ đoạn của hắn Lise đã biết từ lâu. Chính vì vậy mà ngay từ đòn tấn công đầu tiên tên Evan đã hoàn toàn bất lực. Lize không cần động tay cô sử dụng kỹ năng khiến phép thuật của hắn tự hủy. Bản thân là một trong bảy phù thủy tối cao nhưng Lize tự nhận không bằng dai. Cô khẳng định cuối cùng thì phù thủy kiếm băng sẽ thống trị thế giới mà thôi. Chuyển cảnh đến khu rừng, các bạn của dai đã giải quyết xong lũ quái vật. Ăn mừng chiến thắng nhanh vậy mấy nhóc trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Cả đám sắp được đi đến thế giới cực lạc thì may mắn có cứu viện xuất hiện. Nhóm các đại lão trong thế giới phù thủy trình làng giờ thì các bé ngồi chơi được rồi. Chủ tịch câu lạc bộ rất phấn khích khi được xem trực tiếp trận chiến thế kỷ. Nơi mà dường như chỉ có một bên thể hiện, bên kia làm đá lót đường. Abby với danh hiệu phù thủy rực lửa có màn trình diễn bá cháy bọ chết. Carol sẽ cho các em học sinh biết như thế nào mới là trình diễn thật sự. Một khi tiếng hát được cất lên đám khán giả nhất định bùng nổ theo giai điệu. Lydia triệu hồi ra thanh kiếm băng siêu to khổng lồ một kích diệt vạn quân. Eliza đã khóc khi cô nàng được tận mắt xem idol của mình thể hiện trở lại với trận đấu tâm điểm tên Bara bắt đầu bật chế độ nghiêm túc. Dây bị ăn đấm sấp mặt lờ luôn, Rebecca rất lo lắng cho cậu. Maria trách móc tất cả là tại chị đã giấu giếm việc quan trọng này. Nếu dây chẳng may có mệnh hệ gì mọi trách nhiệm đều thuộc về Rebecca. Đừng có mà khinh thường người quá chứ dây cho tên Bara ăn một kiếm vào chân. Tiếp đến dây đóng băng luôn cánh tay một lần nữa định đấm cậu của hắn ta. Trước khi bị đóng băng hoàn toàn tên Bara vẫn còn cười được, chịu luôn thấy dây gục ngã, Rebecca định tiến đến giúp cậu thì bị Maria ngăn lại. "Lớn rồi thích bật chị phải không em gái?" Chị nhịn mày lâu lắm rồi đó. Maria tiếp tục sử dụng những lời nói mang tính tổn thương lòng người cực cao. Sau một hồi cô bé phải nhận cái kết đắng, ăn và lệch cả quai hàm. Trận cãi nhau càng ngày càng kịch tính hai người lôi hết chuyện lúc nhỏ ra để nói. Ngoài cứng trong mềm đến cuối cùng Rebecca vẫn thừa nhận yêu em gái rất nhiều. Thực chất Maria cũng vậy nhưng cô bé phải kích động để chị gái mất kiểm soát thời khắc của sự thật Lydia và Evan là nhân vật chính trong tiểu thuyết dây đọc. Nhóm bạn dây vừa đến hiện trường thì bị Lydia kêu rời đi ngay lập tức. Pháp lực mất kiểm soát là một chuyện hết sức nguy hiểm cần tránh rủi ro tối đa. Dây chấn an Rebecca bằng cách giải thích Maria vô cùng yêu chị gái. Cô nàng chủ động nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ dây rồi bị ăn luôn một pha quê. Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp Lex tới thông báo kết quả cho cha Rebecca. Phía trường học Amelia xin lỗi vì người đến không phải anh đẹp trai nào đó. Rebecca phản đam lại bằng việc tiết lộ lát nữa sẽ qua đêm với dây. Hai cô nàng đấu khẩu qua lại nhưng mục đích vẫn là khẳng định dây sẽ thuộc về mình. Cả hai quyết định công lược dây một cách quang minh chính đại có gì dùng chung cũng được. Chỉ có hai người đã tốt hiện tại ở đây thêm dây nữa đủ luôn tin cầy ranh. Hôm nay trời rất đẹp dây đến thăm chú Harvard tâm sự những chuyện mình trải qua. Mới đầu cậu cứ ngỡ bản thân sẽ không có tư cách sống một cuộc đời bình thường. May mắn thay hồi nhỏ dây gặp được Lydia người dẫn đường chỉ lối uy tín không chỉ vậy nhờ sư phụ nên Jay mới được tiếp cận với cuộc sống học sinh. Đứng lại anh bạn Arian mời Jay tham gia cuộc chiến phép thuật quy mô lớn. ở một nơi nào đó có bé gái mới tí tuổi đã tự giết một con quái. cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. còn chưa lên nữa không like và subscribe kênh của chúng mình. hãy để dưới video để có thể xem được thật nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. thank you